Mẫu đèn này có tên gọi là DJ Royal Singer 4-in-1. Đây là một mẫu đèn phù hợp để mọi người trang trí, làm đèn chớp like cho quán bar, buổi trường hoặc là pha màu cho những cái sảnh nhà hàng khách sạn sang trọng. Mẫu đèn này được sử dụng bóng led 7 màu và nó có hơn 2 kiểu, 200 kiểu đổi màu khác nhau, tạo lên một cái không gian rất là đẹp và sôi động. Đèn có chế độ cảm ứng nghe nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMX. Đèn này còn phù hợp với mọi người mua đi những cái show sân khấu đám cưới, những show sân khấu ca nhạc lưu động. Đèn sử dụng tốt cho không gian từ 20 cho đến 50 mét vuông. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của BAH. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa VOL1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.